bác nhé, đây là cái máy thông cống Ryobi. Máy thông cống. Cái loại này đời này đời sử dụng cả điện luôn nhé. Đây nó có cái cục điện, điện của nó thì điện 120V, điện Mỹ 120V. Cái này thì mình cắm vào máy, cái này mình cắm vào điện, máy thì mình nó cắm vào dưới đây. Còn mình có pin rồi thì mình sử dụng pin nhé, mình có pin Ryobi rồi thì sử dụng pin của Ryobi, pin 18V, hàng Úc hàng Mỹ gì nó sử dụng chung hết. Đây, cái này nói chung là mới thì cũng khoảng tầm 98% nguyên thùng. Này là máy thông cống lớn nhé. Có hai loại, một loại nhỏ hơn một chút, nó không có sử dụng điện, còn loại này loại sử dụng điện được. Nó hai chức năng, pin và điện. Nói chung là hàng thì thuộc dạng hàng trưng bày thôi, chưa có sử dụng. Để cho mấy người anh em xuống bóp biết thôi, chứ còn nói chung là bên kia thì nó hàng trưng bày, hàng mẫu trưng bày thì hết mẫu thì nó bỏ thôi. Máy thì còn rất là đẹp, các bác nào mình quan tâm tới cái máy thông cống thì mình cứ liên hệ nhé.